Quang Huy xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của chương trình Mua Gì Ở Đâu. Vừa rồi thì Quang Huy đã có dịp được trải nghiệm chiếc xe Mercedes này với việc nâng cấp tiện ích về âm thanh Dynamic Plus. Đó chính là một hệ thống radar giúp kiểm soát tốc độ chủ động, bên cạnh đó là giữ tốc độ nè, bấm đuôi xe trước, rồi nước hoa và cả cửa tự động để giúp cho chiếc xe thoải mái hơn nè, an toàn hơn, tiện ích hơn, giúp cho người dùng cảm thấy thú vị hơn khi ngồi trên chiếc xe của mình. Tuy nhiên thì có một câu hỏi đặt ra rằng là liệu việc mà chúng ta nâng cấp cái tiện ích của xe như vậy thì có đúng hay chưa và có giữ lại được kết cấu chính của xe hay không? Công Huy xin mời tất cả quý vị sẽ cùng gặp gỡ với các chuyên gia để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, quý vị nhé. Đi thôi. Dạ, em chào anh. Em là Quang Huy của chương trình Mua Gì Ở Đâu. Câu hỏi đầu tiên thì em muốn hỏi là không biết là đối với những vị khách chủ xe họ đến đây thì cái bộ phận và cái tính năng mà họ ưa nâng cấp nhất là gì ạ? Khi chủ xe đến đây thì thường họ sẽ chọn nâng cấp đèn là nhiều nhất. Bên Colorado cũng sẽ nâng cấp những option để tăng sáng, để thêm những cái tính năng để có thể đi vượt, đi off-road được. Em đang quan sát thấy hình như là với cái chiếc xe này thì người ta đang nâng cấp cái phần đèn, không biết đúng không ạ? Đây là một chiếc Mazda 3. Thì khi mua ra thì khách hàng cảm nhận là nó không được sáng. Và chủ xe đi tìm cái giải pháp. Thì bên mình cung cấp cho chủ xe những cái giải pháp. Thứ nhất độ đèn, thứ hai làm sao độ đèn an toàn. Thông thường thì em thấy là đối với những chiếc xe mà mình nâng cấp đèn á, thì họ sẽ thường hay là cắt hoặc là chích những cái sợi dây ở trong cái hệ thống đèn của mình. Vậy thì không biết là đối với bên Auto 365 của mình thì có cái điều gì đặc biệt hay không ạ? Ví dụ mà nó đơn cử là một chiếc Mazda 3 này. Bên mình sẽ có cái giải pháp đây, chuyển ra từ cái ngầm zin của xe. Mình sẽ lấy những cái dắt ra như thế này, như đá pha nè, hoặc là cốt, hoặc là xi nhan. Thì bên mình đã lấy ra sẵn hết rồi, đây là dắt chuyển. Và bên mình xử lý toàn bộ trên cái sản phẩm này. Vậy là vẫn giữ lại được cái nguyên bản của những cái sợi dây trong cái bộ phận đèn của chiếc xe mình. Đây là cái đầu dắt zin của xe. Tại vì mình phải bắt động ở đây, thì mình chỉ việc là cắm nối thôi. Hôm nay anh đã chuẩn bị một cái phim cách nhiệt 3 em. Sẽ vật